giới thiệu của các anh coi thì cũng có đến cho mọi người cũng thấy sự quan tâm đặc biệt với những phần chuyên nghiệp. Đây là những người mà đầu tiên đã xuất quốc tế và tham gia rất là nhiều các cuộc thi để giúp du lịch của châu Á, của Đông Nam Á, của cả thế giới. Và hôm nay ngồi đây với chia sẻ và mang tên đến từ Campuchia và Thái Lan. Xin được cảm ơn rất nhiều. Thank you.
Barcelona. Và cảm ơn tất cả quý vị khán giả ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn quý vị khán giả. Chúng ta hãy cùng trở lại với sân khấu và khu vực của đường đua để chúng ta cùng tiếp tục cổ vũ các chàng trai của chúng ta với dòng đặc biệt thi phía sau, để chúng ta có thể tìm được những chủ nhân để trao những chiếc cúp danh dự ngày hôm nay. Xin được cảm ơn quý vị một lần nữa và xin được trả lời cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Quảng Đạo Tiên Bình Dương. Xin được cảm ơn câu lạc bộ Phúc Barcelona đã cùng đồng hành với chương trình ngày hôm nay để tạo ra một sân chơi hết sức chuyên nghiệp và hoành tráng tại thành phố Cần Thơ với chương trình Gái Đua Xe Ô Tô Toàn Quốc 2019 trên khắp khu vực Toàn Quốc với sân vận động Cần Thơ. Cảm ơn và theo dõi chúng ta quý vị. Và bây giờ hãy cùng với sân khấu để chúng ta cùng tiếp tục với phần tranh tài tiếp theo, những trọng tài ấn tượng và hấp dẫn nhất. Trên đường đua bắn cái một đào học trong vị thứ ba và sau cùng là Nguyễn Hoàng Tảo số 26. Hai vận động viên nhiều ưu thế đã có mặt ở vòng chung kết, đó là Nguyễn Do Anh Thiệp và Nguyễn Anh Tuấn. Rồi sắp sửa kết thúc. Nguyễn Đẹp và Ban Mai, Nguyễn Anh Tuấn đã về nhất nhì trên đường đua bắn cái một. Hai anh đã có mặt ở vòng chung kết.